おはようございます。本日入社しました笠原彩乃です。生まれはベトナムのハノイで、18歳の時に来日し、ズンモリ大学の日本語学科を卒業しました。趣味はキャンプをすることで、週末はよくキャンプをしています。同じ趣味の方がいらっしゃいましたら、お話しできると嬉しいです。この仕事は初めてですが、一日でも早く仕事を覚えて頑張りますので、ご指導のほどよろしくお願いします。え、何言ってんの。ここ居酒屋だから、こんなしっかりしなくてもいいよ。っていうか、さっさと仕事しろ。あ、危ない。あ、はい、少々お待ちください。Lời chào hỏi khi vào môi trường mới, một công ty mới là một thứ rất là quan trọng. Nhưng đối với những môi trường như là các nhà máy, xí nghiệp, xưởng hay là những quán ăn, khi các bạn đi làm bái tổ đúng không ạ, hoặc đi làm thêm, thì không cần những lời chào hỏi rườm rà đến mức thế, mà chúng ta chỉ cần chào một cách đơn giản, ví dụ như Hajimemashite, Honjitsu kara osewa ninarimasu, nói tên của mình, Gia, đúng không ạ, To moshimasu, yoroshiku onegai itashimasu, là đủ. Chứ không cần phải phức tạp như thế này.